Bình thường mình gửi 1 tỷ vô ngân hàng lãnh được 6 triệu phải không? Nhưng mà mua hàng này nha, 1 tỷ là mình bán được 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 đó. Nếu mình bán hết. Thế cho nên mua đồ bán nó lời hơn đợi gửi ngân hàng. Tại vì thi liều mạng mà, thi mới mở quán lớn cho nên ăn nhiều, liều ăn nhiều. Còn nếu mà liều mà không ăn nhiều là sụm nụ. Ví dụ mà không liều là không được lớn đâu nha. Mở quán mà sợ núp ló là không bao giờ mở lớn được. Tại sao? Tại vì không có liều. Mà thi liều ghê luôn á. Thi qua cái nhà này xong tự nhiên cái khách vô hoài luôn 1 tiếng 5 rưỡi vậy. Rồi bắt đầu cái mới chế biến ra món này món kia kiếm thêm đó. Tiền nó đẻ ra tiền. Cho nên là một là gửi ngân hàng tháng 1 tỷ lấy được 6 triệu. Mà nếu mà ngân hàng mà lên giá được 7 triệu rưỡi nha. Mà nếu ngân hàng không lên giá thì 6 triệu, 5 triệu tùy theo. Tùy theo ngân hàng. Còn việc mà giống như là tiền mà Thi để cho ngân hàng cũng không để cho hết đâu. Thì để 50-50, còn 50 thì để dành kinh doanh mua bán nè. Thi đụng là Thi mua, Thi đụng là Thi mua. Cái Thi bán. Chứ Thi không có kiểu giống như người ta để tiền không nằm chỗ. Tại vì sao? Tại vì bình thường mình để ngân hàng không có lời đó nha. Ví dụ mình đã có tiếng sẵn nè. Mình có chương trình sẵn nè. Mình tự quảng cáo riêng nè. Mình tự quảng bá cho thương hiệu mình riêng nè. Mình có ekip quay phim chụp hình nè. Cho nên không cần mướn ai quảng cáo. Tự mình quảng cáo, tự mình PR. Thì cho nên những cái món ăn quan trọng là nó ngon. Cho nên Thi nghĩ là tiền nó đẻ ra tiền. Thì cho nên sẵn tiện thì Thi muốn chia sẻ cho tất cả anh chị em về cách kinh doanh của Thi. Đó, Thi không bao giờ để tiền không. Thi mới làm được lần đầu tiên mà Thi cầm được 100 triệu nha. Là Thi mừng giống như là ông có nội Thi mới sống lại vậy đó, chết đi sống lại á. Kiểu như chưa từng cầm tiền được 100 triệu phải không? Có lúc mà mình mới lớn lên mình cầm chỉ có là 5-10 triệu thôi. Mà mới vừa cầm 100 triệu bắt đầu cái mừng lắm. Thôi về quê mua miếng đất nhỏ nhỏ ở cũng được rồi. Không sao cũng được. Tại vì 100 triệu nó quá lớn làm cả năm trời mà không dư, hiểu không? Tới hồi cầm được 100 triệu cái nó vui. Cái quay qua được 100 triệu xong lên 200, 300, 1 tỷ. Giờ 1 tỷ cái muốn kiếm 10 tỷ. Cái 10 tỷ muốn kiếm 20 tỷ. Đó, thì lúc đó tham lắm, lúc đó là nghĩ là có 100 triệu là đủ sống, đủ dễ rồi. Vậy có nhiêu ăn nhiêu, làm hồ cũng được, làm gì cũng được, miễn sao có tiền dư trong đó. Nhưng ai vậy 100 triệu, 100 triệu tới hồi mình suy nghĩ nhiều quá, không có đủ. Bệnh xuống cái 100 triệu không đủ chữa bệnh. Cho nên bây giờ phải kiếm tiền thiệt là nhiều. Thì thôi, chia sẻ về cuộc sống với Thi hàng ngày và những cái kỷ niệm mà lúc mình nghèo thì đến mình có thì không bao giờ quên. Thì những cái gì mà Thi còn sống là Thi chia sẻ mỗi ngày để cho mọi người hiểu biết được cái ý của Thi. Tại vì làm liều mới ăn nhiều. Còn nếu mà làm liều một là thua, hai là thắng. Nếu mà thua thì nghỉ. Nếu mà thắng thì mình cứ tiến tới tiếp. Mình giống như ngựa sảy vậy đó, Thi là con ngựa mà. Thấy không? Cướp con ngựa, ngựa ô, ngựa ô, ăn cướp cái kiểu gian. Chuẩn bị tới Chủ nhật thứ bảy nữa rồi. Bữa nay chồng em đến đây ăn gọi. Sao anh cười vậy? Em làm chồng em mà anh cười vậy? Anh đến từ đâu vậy? Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hả? Bánh đậu trà xanh ngon dữ lắm, béo dữ lắm luôn. Một hộp cực kỳ nhiều luôn nha quý vị. Đóng gói kỹ lưỡng cho tất cả anh chị em luôn. Một hộp này chỉ có 130 ngàn thôi mà nhiều lắm. Ăn nó ngon dữ lắm quý vị. Nè, nhiều cực kỳ luôn, ăn rất là thích. Cái này là bánh đậu trà xanh. Còn cái này là bánh đậu không trà xanh, 130 một hũ. Một ngày là Thi bán 2 nồi bún tôm dăm nha quý vị. Bữa nay là Thi nấu 2 nồi á. Thì từ cái ngày mà bán bún tôm dăm tới giờ thì nhiều người ăn á, nói khen ngon với lại lạ. Thì cho nên là cái nguyên liệu của Thái thì có bán sẵn cho tất cả anh chị em. Ví dụ khi tất cả anh chị em muốn mua nguyên liệu, một combo nó, một bộ 2kg, 450 ngàn. Mọi người mua về nấu được nồi lẩu Thái này rồi. Hoặc là mọi người nấu ăn nha, thì có bán riêng. Với lại nguyên liệu bún riêu cũng vậy. Mà Thi chế biến ra nha, cái đó là Thi không có chia sẻ được nữa. Thì Thi chế biến ra, nó ngon và không cần cầu kỳ luôn, nấu dễ dàng luôn. Thì sắp tới Thi sẽ để một cái nồi kế bên, một nồi bún riêu, một nồi bún Thái để phục vụ tất cả anh chị em. Thì mấy bữa nay khách cũng đông lắm, ủng hộ bún Thái quá trời luôn. Cái nước sốt này Thi cũng nhập bên Thái luôn nha mọi người, đây nè. Cái nước sốt me này là Thi nhập từ bên Thái luôn á. Là Thi bán bún bò sốt, cái gì bò viên sốt Thái đó. Nhưng mà Thi lấy cái nước me này nè làm nước sốt chấm bò viên sốt. Nhưng bây giờ Thi không có bán bò đó nữa, Thi bán cái này Thi cho mọi người chấm là mực với tôm, với cánh gà chung với cái sốt me này. Đó, cho nên nó tiện lợi. Thì cho nên là cái nào mà Thi mua ở bên Thái thì nói bên Thái. Cái nào mà Thi bán ở Việt Nam thì Thi nói Việt Nam. Thì mắm ruốc trộn gỏi này Thi nhận ship các tỉnh cho tất cả anh chị em. Cái này Thi bán nhiều nhất. Tại vì một ngày mà trong cái nhà của Thi bán nha, nếu mà quy qua số hộp, một ngày Thi bán 6 thùng mắm. Một thùng mắm là sẽ được 20 hộp. Là Thi bán một ngày là 80 hộp mắm này. Là riêng Thi bán gỏi nha, một ngày 80 hộp. Thì riêng mà Thi ship đi á thì một ngày là cỡ 40 hộp, 50 hộp. Đó ship đơn đi nha. Thì mắm này là đa dạng để được lâu 8 tháng. Còn cái này là ớt sa tế nhà Thi làm trực tiếp luôn. Ớt này là ớt tươi. Thi xào theo công thức Thái. Ví dụ mọi người ăn hủ tiếu, bánh canh, mì,
mà mọi người ăn không thấy vừa miệng, để vô một cái ngon liền à. Cái ớt này á, nó tại vì thi pha chế khẩu vị và nguyên liệu luôn, để sao cho nó vừa với cái trái ớt, với lại nguyên liệu ớt, cho nó ngon và để được lâu, đậm đà. Nhưng mọi người nhớ nha, múc ớt ăn thôi, chừa dầu nha. Ăn ớt chừa dầu, đừng có cho bị móc. Tại nước nó ngọt, cái này chua. Nhưng mà anh ăn thử coi cái khẩu vị khác lạ không? Ngon không? Thơm không? Thơm phải không? Ở trong tất cả các bàn ăn á, là thì sẽ có để số hotline mua hàng nha. Với lại có trên app Gas Shopee Food, với lại có mã thẻ cà tiền. Đây, tất cả anh chị em mua hàng mà không có tiền thì có thể quẹt thẻ, cà thẻ nha, chuyển khoản có hết, để phục vụ bà con cô bác mình. Thì khi mà tất cả anh chị em đến ăn á, ở phía bên trong này tiện lợi lắm, không cần order, ngồi tại bàn nhân viên thì phục vụ. Tại vì đông quá cho nên là phía bên trên với phía sân ngoài thì cho tự order. Bên trong này á, nó sẽ có menu tất cả các nơi, hình ảnh thi luôn, thương hiệu thi luôn, dễ dàng. Ở đây nghe nhạc nhộn nhịp, ồn ào, có trên lầu không có ồn ào, mọi người có thể ngồi đây. Khi tất cả anh chị em ăn bò viên, nước tương ớt, thi xài toàn đồ xịn không nha quý vị. Tương ớt cũng xịn luôn, tăm xía găng cũng xài đồ xịn luôn, để trong bịch cho mọi người xài luôn. Khăn giấy cũng xài khăn giấy xịn luôn, chứ không xài khăn giấy cuộn nha. Muỗng đũa trên đây tiện lợi, có dĩa ăn đây luôn nha. Thì trên cái bàn đó, nó dễ dàng lắm, chỉ cần mọi người kêu rồi ăn rồi có đầy đủ luôn nha. Tiền điện chỉ một căn quán thôi 38 triệu tháng này. Còn cái quán khác nữa 3-4 triệu, 2-3 triệu nữa thì khác nữa. Thì thôi, thì chia sẻ những gì mà Thi biết mỗi ngày, làm mỗi ngày để phục vụ bà con cô bác mình. Ngày xưa là Thi không có làm gói bán như vậy, Thi chỉ bán là cá khô này thôi, với lại ba khía là cái nhà cũ á. Nhưng mà nhiều khi anh chị em ăn gỏi mà Thi để cái này lên dĩa gỏi nè, topping á, ghe sữa, cá khô, ba khía, cái anh chị em ăn thấy ngon cái bắt đầu cái nói thôi Thi đóng hộp luôn đi. Đó, cũng nhờ cái sự góp ý của mọi người cái đóng hộp luôn, cái bán từ từ cái vô hàng cái thành một cái đống đủ tất cả các món luôn. Chứ lúc đó là không có bán nha, lúc đó chỉ bán gỏi thôi, ai mua thì mới hốt cá này về cho với da heo. Còn sau này thấy nhiều người mua quá trời, bắt đầu cái đóng hộp da heo, đóng hộp cá khô, đóng hộp ghẹ sữa ba khía nè. Hồi đó hả, không có đóng hộp mắm guốc luôn á, ai mua mấy múc. Tới sau này bán một cái chấn động luôn, bán nhức nách luôn, bán là thành một cái công ty TT sản xuất mắm guốc, bán ra thị trường luôn. Xin chia sẻ với cái bún tôm dăm. Cái đây là bò viên bự của Thi đang chiên bán á nha. Nhưng mà Thi luộc rồi xong rồi Thi để vô đây bán. Một tô là có một viên bự luôn, khỏi cần sắt. Mỗi lần là Thi sắt hay làm đôi. Còn bây giờ là Thi cho một viên bự luôn. Còn ai muốn mua riêng thì một viên 10 ngàn nha. Thì tất cả anh chị em đến ở đây ăn á, thì sẽ có chân gà rút xương, tặng một cái hai cái khăn lạnh. Thì cho nên là Thi cũng không biết nói gì nhiều hơn nữa, chỉ biết là xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em rất là nhiều, ủng hộ nhiệt tình để cho Thi có một cái sự phát triển quyết liệt và mạnh mẽ nhiều hơn. Và Thi đang cố gắng làm việc nhiều hơn. Thi nghĩ là cái cuộc đời này nó sẽ dạy cho chúng ta nhiều thứ về những việc kinh doanh mua bán. Thi cũng không nghĩ Thi mở quán lớn như nha quý vị. Chưa bao giờ Thi mơ tưởng mà Thi nói là Thi có tiền là Thi được mở quán lớn đâu. Tự nhiên nhỏ nhỏ cái thành lớn lên luôn, cái này là liều mạng á. Chứ Thi nghĩ là Thi hơi bán cái nhà cũ Thi mua nhà Thi bán rồi đủ ăn rồi. Đâu chi làm lớn chi cho mệt, mà 20-30 đứa nhân viên rồi đó, có 8 đứa nhân viên à. Giờ 26 đứa nhân viên. Luôn cả người nuôi con Thi nữa, bán mỹ phẩm nữa, 28 đứa nhân viên. Cho nên Thi nghĩ thôi, không tưởng tượng mơ tưởng, cho nên là bữa nay cũng chạy tới chạy lui thì qua nhà này được 5 rưỡi rồi. Được 5 rưỡi đó mọi người, mau ghê không? Không tưởng tượng mở lớn được như vậy luôn, không bao giờ nghĩ mà tiền nó vô, mà nó vô ào ào, tiền vô giống như nước. Bởi vì ngày xưa ông bà nói vậy nè, làm tiền vô giống như nước. Thì thôi, sau đây thì Thi cũng chia sẻ tất cả anh chị em được nghe câu chuyện của Thi mỗi ngày rồi. Cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà con cô bác mình ở tất cả các nơi phương xa luôn luôn yêu mến và hướng đến những kênh truyền hình TT Vlog mỗi ngày. Nhớ đăng ký kênh subscribe trên và nhớ bắn tim cho TT thiệt là nhiều. Và anh nào mà thương em thiệt là nhiều quá thì thả số 2, còn chị nào mà yêu mến em á bấm số 1. Chứ đừng có thả tim, tại vì gái giống nhau, thả tim em không có cảm xúc. Hoặc là bóng kính cũng được, bóng kính á thì bấm số 3, trai gặt thì bấm số 2, gái thiệt á thì bấm số 1. Cái đầu óc thì giống như là một cái sợi dây điện 250W giật lên một cái là tao nói mà mơ tưởng trai đẹp giống như trong trống quay tròn, anh này đẹp trai, anh này đẹp trai, anh này qua anh kia, anh này qua anh kia, anh này qua anh kia. Là Thi hưng phấn cuộc đời, ngày mai Thi đâm gọi được 400kg. Cũng cảm ơn mấy anh đẹp trai và mấy anh bóng kính luôn luôn yêu mến. Chúc tất cả mấy anh gắng ăn nhiều và đi tập gym nhiều, làm hồ, làm ruộng, làm rẫy nhiều lên cho sức lực mạnh mẽ, để đến ăn gỏi của Thi được Thi ôm vui vẻ nha. Cảm ơn. Và mọi người nhớ đến quán nhà Thi vào lúc 12 giờ trưa cho đến 22 giờ tối.
tại app Grab Speed Food, tìm kiếm TT Grab đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em và chương trình HTV TT 60 giây ở tại địa chỉ 546 An Vương, phường 10, quận 6.